chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, ở chuyên đề kỹ thuật nuôi cá trong bể xi măng hiệu quả và đơn giản, có rất nhiều câu hỏi được gửi tới kênh Dr. Vet, trong đó có câu hỏi được nhiều bạn gửi tới nhất, đó chính là câu hỏi về chọn loài cá gì để nuôi trong bể xi măng dễ nuôi, màu lớn và hiệu quả cao. Thì ngay sau đây, Dr. Vet sẽ giải đáp cho các bạn qua video sau. Khác với việc các bạn nuôi cá trong ao hồ, nuôi cá trong bể xi măng mang lại nhiều ưu điểm hơn. Người nuôi có thể dễ dàng quản lý trạng thái ăn uống, dịch bệnh, kiểm soát số lượng cá nuôi trong bể xi măng. Không những thế, việc nuôi cá trong bể xi măng sẽ giúp người nuôi nhanh chóng tái sản xuất các vụ nuôi, không tốn quá nhiều chi phí cho việc cải tạo bể. Vì vậy, để thuận lợi cho việc nuôi cá trong bể xi măng đạt hiệu quả cao, cá mau lớn, dễ nuôi, các bạn tham khảo 8 loại cá sau. Thứ nhất, nuôi cá trê lai trong bể xi măng. Ngoài cá trê lai để chọn nuôi, các bạn có thể lựa chọn nuôi cá trê phi hoặc cá trê vàng. Cá trê lai có đặc điểm là thích ứng với nhiều môi trường nước khác nhau. Chúng có thể sống ở nhiệt độ từ 11 đến 39,5 độ C, độ pH từ 3,5 đến 10,5, độ mặn dưới 15 trên nghìn. Bên cạnh đó, cá trê lai sống được trong môi trường nước với hàm lượng oxy khá thấp. Loài cá này tăng trưởng nhanh, lại ít bệnh, thức ăn cho cá chủ yếu là thức ăn tự chế. Thứ hai, nuôi cá lóc trong bể xi măng. Nếu bạn còn đang phân vân chọn nuôi cá gì trong bể xi măng, thì các bạn đừng nên bỏ qua cá lóc. Cá lóc hay còn gọi là cá quả, có thể sống ở khắp các môi trường nuôi có mật độ oxy thấp, thường sống trong môi trường nước ngọt. Chúng sinh sống ở tầng giữa và thấp, hay tìm thấy trong các ao hồ có nhiều rong cỏ và nước đục. Thứ ba, nuôi cá chép. Đây là một trong những loài cá nước ngọt khá phổ biến và được thị trường ưa chuộng. Cá chép có thể sống ở nhiều điều kiện khác nhau, phần đa phù hợp với môi trường nước rộng có dòng nước chảy chậm và có nhiều rong rêu, có thể nuôi trong hồ xi măng hoặc bể xi măng đều được. Thứ tư, nuôi cá rô phi đơn tính trong bể xi măng. Đây là loài cá thân thuộc với chúng ta, là loài cá tương đối dễ nuôi, lại ít bệnh, có khả năng thích nghi tốt ở nhiều điều kiện sống. Để nuôi cá rô phi đơn tính trong bể xi măng, cần yêu cầu đặc biệt về độ sâu, có lưới quây xung quanh để tránh cá phi ra ngoài và có mái che cho cá vào những ngày nắng nóng. Cá rô phi đơn tính có thể ăn được nhiều loại thức ăn, từ thức ăn công nghiệp hay tự phối trộn đều được. Thứ năm, nuôi cá diêu hồng. Cá này có thịt thơm và ngon, thịt chắc, đặc biệt thịt rất ít xương, dễ chế biến thành nhiều món ngon bổ dưỡng nên được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Hiện nay cá diêu hồng được nhiều người nuôi bởi đặc tính cá lớn nhanh, rất dễ nuôi. Nó có thể sống tốt ở những nơi oxy kém, thêm vào đó thời gian nuôi cá lại ngắn ngày, đào vụ nhanh nên mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con. Hơn nữa, loài cá này có thể sống được cả môi trường nước ngọt, nước mặn, lẫn nước lợ. Cách nuôi tương tự với cá rô phi đơn tính, lại ăn tạp thiên về thức ăn có nguồn gốc thực vật như cá ngô xay nhỏ, bã đậu, nên nguồn thức ăn rất đa dạng. Thứ 6, nuôi cá rô đồng trong bể xi măng. Là loài cá sống được trong môi trường nước ngọt và nước lợ, được ưa chuộng bởi thịt béo, dai, thơm ngon, lại có giá trị kinh tế cao, ít bệnh, khả năng thích nghi tốt với môi trường sống. Thứ 7, nuôi cá tra, cá ba sa. Với loài cá da trơn, thịt ngon, rất được ưa chuộng, đây là loài cá chuyên xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, nhất là nước Mỹ. Nuôi cá ba sa đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nuôi. Nếu bạn muốn nuôi cá để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, hãy chọn cá ba sa nha. Thứ 8, nuôi cá cảnh trong bể xi măng. Mô hình này được nhiều người nuôi cá cảnh lựa chọn. Tuy chất lượng nước khó kiểm soát hơn bể kính, nhưng bù lại bể xi măng giúp cá nuôi dễ hòa nhập với tự nhiên. Có thể kết hợp thả thêm rong, bèo để cải thiện lượng oxy cũng như thức ăn cho cá. Ngoài 8 loại cá mà Dr. Vet vừa nêu ra thì còn rất nhiều các loài cá mà các bạn có thể lựa chọn nhưng chưa hẳn đã phù hợp với việc chăn nuôi trong bể xi măng. Mặc dù vậy, các bạn có thể lựa chọn đúng loài cá nuôi phù hợp với khu vực hoặc là mục đích sử dụng của mình. Đừng quên sử dụng thêm men vi sinh xử lý đáy ao ABOL để giúp cải thiện môi trường nước, giúp giảm tảo, phân hủy lượng thức ăn dư thừa trong bể nuôi. Đồng thời, việc sử dụng thêm các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho cá nuôi khỏe mạnh và phát triển một cách tốt nhất. Các bạn đã lựa chọn được loài cá nào trong bể xi măng của mình? Hãy comment ngay phía dưới cho Dr. Vet biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.